Cô Lê Nguyễn mến chào bà con nha. Hôm nay quay trở lại nhà vườn của em Lan, có một số mặt hàng hoa giấy rực rỡ hoa đang chào đón cùng bà con nha. Sau đây em là bà con và các bạn cùng giao lưu với em Lan. Em Lan xin chi tiết hơn ạ. Rồi em chào Lan. Dạ em chào anh Liêm. Dạ em chào quý cô chú quý anh chị. Dạ thì địa chỉ nhà vườn của em là ở Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay em có một số mặt hàng hoa giấy thành phẩm muốn giao lưu đến quý cô chú quý anh chị. Em mong cô chú anh chị ủng hộ em ạ. Dạ thì em lên mã số 1 nha. Dạ một cây cẩm thạch tím ạ. Dạ tổng chiều cao em đo được là 68. Dạ tán là 31. Rồi, dạ hoành cũ em đo được là 12. Thì mã số 1 này nè, em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị mình là 210 ạ. Dạ, mã số 1, 210 ạ. Cẩm thạch tím siêu bông. Dạ. Rồi, em xuống mã số 1 nha. Em lên tiếp mã số 2. Cũng cây cẩm thạch tím luôn. Dạ, tổng chiều cao em đo được là 54 ạ. Dạ, tán là 24. Dạ hoành cũ em đo được là 10. Thì mã số 2 này em xin giao lưu cho mình là 190 ạ. Cây này đế sổ rồi một cốt lắc nha mọi người. Cây dáng rất là đẹp, nhưng cái phơm tàn thì nó gọn. Giá mềm dễ chơi luôn. Dạ. Rồi em xin xuống mã số 2 ha. Em lên tiếp cho mình mã số 3. Một cây kim cương đỏ. Kim cương đỏ, bông đỏ đô rất là đẹp. Dạ. Tổng chiều cao em đo được là 49 ạ. Tán là 42. Dạ thì hoành cũ em đo được là 12. Thì mã số 3 này em xin giao lưu với quý chú quý cô chú anh chị mình là 190 nha. Dạ. Cây tàn xa phơm dù 190 ạ. Cái này bà con mình về trồng cái thay lên cái đôn cao rất là đẹp. Dạ rồi. Em xin xuống mã 3. Em lên tiếp tục mã 4. Là một cây cẩm thạch cam. Cam cá hồi. Dạ. Bông rất là đẹp luôn nha bà con. Dạ tổng chiều cam đo được là 70 ạ. Dạ tán thì 42. Dạ hoành cũ em đo được là 11. Thì mã số 4 này em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị mình là 190 ạ. Cho bà con mình biết luôn, cái này nó một bo duy nhất nha bà con, có cái phơm tàn như vậy. Còn cái này là cái bo này nó bị hư rồi, nên là về em Lan có thể cắt bỏ ở chỗ này. Thì cái dáng nó cũng rất là đẹp luôn ha. Dạ em xin xuống mã 4 ha. Em lên tiếp cho mình mã 5. Là một cây cẩm thạch hai màu ạ. Rồi tổng chiều cao em đo được cho cây này là dạ 58 ạ. Dạ tán là 27. Thì hoành cũ em đo được là 11. Dạ mã số 5 này em xin giao lưu cho mình là 190 ạ. Dạ. Yeah. Cẩm thạch hai màu mã số 5 190. Rồi, dạ em xuống mã 5 nha. Em lên tiếp cho mình là mã 6. Dạ. Cây lùng lực bonsai. Dạ tổng chiều cao em đo được là 49 à. Dạ tán là 30. Dạ thì hoành cũ em đo được cho mình là 12. Thì mã số 6 này em xin giao lưu cho mình là 200 ạ. À. Mã số 6 200. Bộ đế rất là đẹp luôn. Dạ. Em xin xuống mã 6 ạ. Em lên tiếp cho mình mã 7. Một cây cẩm thạch hai màu ạ. Trắng và tím. Cây này cũng cây lùng lực bonsai. Dạ tổng chiều cao em đo được là 49 ạ. Dạ tán thì 35. Còn hoành cũ em đo được cho mình là 11. Dạ mã số 7 này em xin giao lưu cho mình là 109 ạ. Dạ mã số 7 109. Hai màu cẩm thạch phơm tàn. Dạ. Rất là tròn. Rồi em xin xuống mã 7 ha. Em lên tiếp cho mình là mã 8. Một cây cẩm thạch tím luôn. Dạ tổng chiều cao em đo được cho cây là dạ 75 ạ. Dạ tán là 34. Thì hoành cũ em đo được cho mình là 11 nha. Dạ thì mã số 8 này em giao lưu cho mình 190 ạ. Mã số 8 190. Cây rất là già cây. Dạ rồi. Em xin xuống mã. Em lên tiếp cho mình là mã 10. Dạ một cây cẩm thạch cam cá hồi. Dạ tổng chiều cao em đo được là 58 ạ. Dạ tán là 36. Dạ thì hoành cũ em đo được là 8. Thì mã số 10 này em xin giao lưu đến quý cô chú quý anh chị của mình là 190 nha. Cẩm thạch cam. Dạ. Rồi em xuống mã 10 nha. Em lên tiếp mã 11 ạ. Một cây cẩm thạch tím nữa. Dạ tổng chiều cao em đo được là 76 ạ. À. Dạ tán là 31. Dạ thì hoành cũ em đo được cho mình là 12. Thì mã 11 này em xin giao lưu cho mình là 190. Đế sổ nó dài nha, già đế. Những cây già về thì nó ít khi nào bị hư rễ lắm. Dạ. Rồi em xin xuống mã 12 nha. Em lên tiếp cho mình mã 13.
hay cẩm thạch hai màu nữa. Dạ tổng chiều cao em đo được là 49 ạ. Dạ tán là 42. Dạ hoành cổ em đo được là 9. Thì mã số 10 11 này em xin Zalo cho mình 1.9 ạ. Dạ rồi, mã số 11. Mã số 12. Dạ 12. Dạ 12 là 1.9 ạ. Rồi. Em xuống mã 12 nha. Em lên tiếp cho mình mã 13. Dạ một cây kim cương đỏ ạ. Dạ tổng chiều cao em đo được cho mình là 55. Dạ tán là 49 ạ. Dạ còn hoành cũ em đo được cho mình là 11 ạ. Dạ thì mã số 13 này em giao lưu cho mình là 200 nha. Dạ rồi em xin xuống mã 13. Em lên tiếp cho mình mã 14, một cây cẩm thạch tím. Cây một cốt lắc tượng. Rồi tổng chiều cao em đo được cho mình là dạ 63. Dạ tán là 38. Dạ hoành cũ em đo được cho mình 12. Thì mã số 14 này em xin Zalo cho quý cô chú anh chị mình là 190 ạ. Dạ. Mã 14, 190. Rồi, em xin số mã nha. Em lên tiếp cho mình mã 15. Một cây tiên nữ ạ. Cây này đang nụ thôi, chưa có nở nha bà con. Dạ tổng chiều cao em đo được là 69 ạ. Rồi, tán là 51. Dạ hoành cũ em đo được là 10. Thì mã số 15 này em giao lưu cho mình 200 à. Dạ. Rồi, em xin xuống mã 15 nha. Em lên tiếp cho mình mã 16. Một cây cẩm thạch tím luôn. Dạ, tổng chiều cao em đo được là 67 ạ. Dạ tán là 32. Dạ hoành cũ em đo được là 9 nha. Thần để sống. Dạ thì mã 16 này em xin giao lưu cho quý cô chú quý anh chị của mình là 190 ạ. Dạ mã 16. 190 ạ. Rồi, em xin xuống mã. Em lên tiếp cho mình mã 17. Là một cây cẩm thạch tím nữa. Dạ. Tổng chiều cao em đo được là 74 à. Dạ tán là 30. Dạ thì hoành cũ em đo được cho mình 11 nha. Thì mã số 17 này em xin Zalo cho quý cô chú anh chị mình là 200 nha. Dạ. Mã số 17 200 ạ. Dạ, em xin xuống mã. Em lên tiếp cho mình mã 18. Một cây tiên nữ nữa. Cây này đang nụ nhiều và rất là có hoa. Dạ, thì tổng chiều cao em đo được cho mình là 62. Dạ, tán là 39. Rồi, hoành cũ em đo được cho mình là 9. Thì mã số 17 này em xin Zalo cho mình là 190 ạ. Rồi, em xin xuống mã 17 nha. Em lên tiếp cho mình mã 18. Dạ, một cây cẩm thạch tím. Dạ, tổng chiều cao đo được cho mình là 61. Dạ, tán là 38 ạ. Dạ, thì hoành cũ em đo được cho mình là 9. Dạ mã số 18 này em xin Zalo cho mình 190 thôi. Dạ mã số 18 190 ạ. Dạ em xin xuống mã ha. Em lên tiếp cho mình mã 19. Một cây tím pháp à. Dạ tổng chiều cao em đo được là 58. Dạ tán là 32. Thì hoành cũ em đo được cho mình là 10 ạ. Thì mã số 19 này em xin Zalo cho mình là 210. Rồi, mã 19, 210. Rồi, em xin xuống mã 19 ha. Em lên tiếp cho mình. Dạ, mã 20. Tiên nữ. Dạ, cây tiên nữ nữa. Rộ rất là nhiều luôn. Dạ, tổng chiều cao em đo được cho mình là 59. Dạ, tán là 39. Dạ, hoành cũ em đo được cho mình là 9 ha. Thì mã số 20 này em xin Zalo cho mình 190 ạ. Dạ rồi, em xin xuống mã 20. Em lên tiếp cho mình mã 21. Một cây hai màu lửa. Cam dạ. Lửa và đỏ lửa. Đỏ lửa và cam lửa à. Cây này thái mà thái. Cam thái, đỏ thái và trắng phước hồng. À dạ dạ.
Dạ tổng chiều cao em đo được cho mình là 81 ạ. Ba màu nha bà con. Dạ tán là 49. Dạ thì hoành cũ em đo được cho mình là 10 nha. Dạ mã số 22 này, 21 này em xin Zalo cho mình là 210. Mã số 21 210 nè. Em xin xuống mã 21 ha, em lên tiếp cho mình hả? 22. Dạ, mã 22 là một cây tím Pháp ạ. Dạ, tổng chiều cao em đo được là 49. Dạ, tán là 41. Dạ, thì hoành cũ em đo được cho mình là 10. Thì mã 22 này em xin Zalo cho mình là 200 à. Dạ. Mã 22 200 à. Rồi, em xin xuống mã 22 nha. Em lên tiếp cho mình mã 23. Dạ, một cây tiên nữ ạ. Ngũ sắc. Cây này màu Thái nha mọi con. Ồ, ngũ sắc. Lộ cây. Quýu rồi lộn mà. Dạ. Đây màu cam. Đây. Đây màu vàng nha mọi con. Dạ, 20, mã 23. Tím tím sen. Bên kia là màu cam. Dạ, tổng chiều cam đo được cho mình là 54. Dạ, tán là 48. Dạ, thì hoành cũ em đo được cho mình là... Dạ, là 9 nha. Dạ, mã số 23 này em Zalo cho mình 190 ạ. Cây này chưa đủ màu, hiện tại có cam, vàng, chưa trắng phớt hồng. Dạ. Chưa thấy màu tím sen và màu đỏ nha. Chưa lên, không biết là có đủ bo không, mình tính 3 màu thôi. Dạ rồi, dạ em xin xuống mã ha. Em lên tiếp cho mình mã 24. Là một cây cẩm thạch. Mã 24 ạ. Dạ. Tổng chiều cao em đo được là 55 à. Dạ tán là 30. Dạ hoành cũ em đo được cho mình là 9. Thì mã 24 này em xin Zalo cho mình 190 ạ. Mã 24 ạ. 190. Dạ. Em xuống mã 24 ha, em lên tiếp cho mình mã 25 cũng là mã cuối clip luôn ạ. Dạ. Thì tổng chiều cao em đo được cho cây là 64 à. Dạ tán là 43. Dạ hoành cũ em đo được cho mình là 9 ạ. Thì mã số 25 này em xin Zalo cho mình là 190 ạ. Dạ mã số 25 190. Dạ thì cuối clip rồi em cũng xin cảm ơn anh Liêm, em cảm ơn quý cô chú quý anh chị đã thương tình ủng hộ em thời gian qua ha. Thì em chúc quý cô chú quý anh chị của mình có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống ạ. Dạ em cảm ơn. Rồi, hôm nay cảm ơn Lan nha. Mến chào bà con. Hẹn gặp lại bà con ở những clip tiếp theo. Thì bà con nào có nhu cầu giao lưu thì cứ liên hệ số điện thoại dưới góc trái màn hình để gặp trực tiếp em Lan nha. Thôi bà con, chúc bà con một ngày xem một clip thật là vui vẻ.